Dạ vâng, xin được gửi lời chào cũng lấy chút sức khỏe đến toàn thể các anh em yêu thích và đam mê sưu tầm đồ lính nhá. Thì đã rất lâu rồi em chưa lên một cái video giới thiệu và chia sẻ sản phẩm nào cho anh em tham khảo, thì hôm nay em sẽ lên một cái video giới thiệu cho anh em, đó là em vừa mới sưu tầm được 10 chiếc ba lô con cóc mẫu ba lô K03 đời cổ nhá. Màu cỏ úa như này. Đó, anh em có thể quan sát màu cỏ úa, nó gần giống như màu đất nhá, không phải là màu xanh. Đó. Cái hình ảnh thực tế này anh em có thể quan sát rồi. Đó. Cái mẫu này thì bây giờ gần như là tuyệt chủng rồi. Thì em vừa mới sưu tầm được 10 chiếc, hàng lưu kho, hàng vẫn mới zin 100%. Nó chỉ có màu thời gian thôi, anh em cứ yên tâm một điều như vậy. Những cái hàng mới thì em sẽ nói là hàng mới, còn hàng qua sử dụng thì em sẽ nói là hàng qua sử dụng. Còn hàng này là hàng lưu kho, hàng mới zin thì nó vẫn cứ gọi là hàng mới. Đó. Cái mẫu ba lô con cóc này thì vẫn tiêu chuẩn là 3 cóc, một cóc lớn và 2 cóc nhỏ để chúng ta đựng. Và cái dung tích của nó sẽ tầm 15 cho đến 20 cân nhé. Đó, tùy anh em đựng những cái vật dụng gì nhé. Đó, còn quần áo thì chúng ta cứ từ 15 cho đến 20 bộ rất là thoải mái, rất phù hợp cho anh em nào đi làm xa hoặc đi phượt, đi cắm trại, đi picnic. Cái mẫu này thì cực kỳ là bền rồi. Mẫu ba lô con cóc đời càng cổ thì càng bền, càng dày. Đây thì đây là một cái ba lô mà em đã đựng một ít đồ vào để cho anh em quan sát ngoại quan về cái hình dáng của nó. Đó, rất là quen thuộc rồi. Bác nào mà đi lính từ những cái năm 2006 trở về ấy, thì là chắc chắn là được cấp cái ba lô màu như thế này nhé. Còn những anh em nào mà đi lính từ năm 2007 trở về đây ý, là sẽ được cấp những cái loại mẫu ba lô dằn. Đây, em sẽ cho anh em xem hàng mới. Đây, cái chất để may cái ba lô này thì nó là dạng vải bố, vải rất là dày và bền. Đây, cái thớ vải anh em còn nhìn nó rất là dày và bền luôn. Loại này thì quăng quật thoải mái, không lo. Đây, cái quai đeo của nó may rất là chi tiết luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đường. Nó cực kỳ là bền cái quai này. Đây, cực kỳ là bền. Chúng ta quăng quật, chúng ta sử dụng, chúng ta bào mòn nó đi thì có thể là nó sẽ rách cái phần lưng của ba lô hoặc là cái phần vải này. Chứ còn về những cái quai với những cái nếp may kỹ như này thì không bao giờ bị hỏng. Đó. Đây anh em có thể quan sát này. Và hàng mới luôn. Nên là anh em cứ yên tâm. Đây này, hàng lưu kho bảo quản khá là tốt. Đâm ra là những cái khuy bằng sắt này là nó không bị gì, không bị han luôn. Đấy. Có một số đơn vị thì người ta cũng bảo quản nhưng mà nó ở nơi ẩm thấp thì nó thường thường nó sẽ bị han cái này. Nhưng đây không bị han nhé. Đó, anh em quan sát này. Đó. Và em muốn chia sẻ thêm một điều, đó là sưu tầm được 10 chiếc duy nhất này. Nên là, và người ta cũng tặng luôn cả cái túi lót. Nên là ở cái video ngày hôm nay nhé, chia sẻ về cái mẫu ba lô con cóc K03 đời cổ này. Nếu anh em nào yêu thích cái mẫu ba lô này thì có thể liên hệ trực tiếp với em theo hai cái số điện thoại bên dưới kia. Đó, sẽ em sẽ tư vấn và chia sẻ thông tin cho anh em luôn. Và khi anh em đặt hàng là em sẽ tặng kèm mỗi anh em một cái túi lót này ở cái video này cho cái mẫu ba lô K03 đời cổ này thôi nhá. Đó, còn những cái mẫu khác, ba lô khác thì nó sẽ không có túi kèm. Đó. May mắn là người ta tặng theo thì em sẽ tặng theo anh em thôi. Đấy. Để chi ân anh em. Đó. Đây là mẫu ba lô K03 đời cổ màu cỏ úa nhá. Đó. Anh em có nhu cầu về cái mẫu ba lô này, mua để sử dụng cá nhân này, mua để đi làm hay là mua để đi phượt, đi picnic thì anh em có thể sử dụng mẫu này. Hoặc là đi rừng cũng rất là ok. Đi rừng thì đựng nhiều đồ thì nó hơi nhỏ một tí nhưng mà cũng không vấn đề gì. Đó. Rất là bền, rất là dày và cực kỳ là đẹp luôn. Mẫu này là mẫu của công ty cổ phần X3, công ty cổ phần 32 sản xuất đây này. Anh em có thể quan sát này. Đem tổng cụ cần. Công ty cổ phần 32. Đấy, hàng cực kỳ là đẹp, cực kỳ là mới nhá. Đó thì em sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.